Dạ, Bình mến chào quý cô chú anh chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Bình Đen. Thì hôm nay Bình cũng lại tới đây một phần để bàn giao nhà cho bà Ý Liện. Bên cạnh Bình thì đây là chú thợ Trần Tam. Chắc quý cô chú anh chị với bà con cô bác cũng biết rồi ha. Thì trong thời gian vừa qua thì đầu tiên thì cũng có nói là lợp mái tôn thôi. Sau đó thì làm về phần nhà trước thì hơn 40 triệu. Về cái phần nhà sau thì cũng hơn 60 triệu hơn cả nhà. Thì bữa nay khi mà đã làm nhà xong thì bữa nay thì chú Tam và Bình thì cũng bàn giao nhà cho bà Ý Liện. Thì chú có lời gì nói trong cái thời gian mình sửa chữa này kia căn nhà đó, có bị trục trặc hay là như thế nào không chú? Thì nói chung nhà mình sửa không có được như mình làm mới đâu, mình sửa chữa rất là lâu, rất là tốn kém, tốn phí. Yeah. Nói chung vậy đó, mình dở này hư kia, dở kia hư nọ, cứ làm tới vậy đó. Dạ. Yeah. Thì trong cái thời gian sửa chữa thì cũng có giống như là tường nó bị mục ra, rồi cột nó bị gãy ngang, nói chung là cây đòn tay này kia nó cũng bị gãy nữa. Thì cho nên thời quá trình sửa chữa thì nhà trước á, thì tiền công hình như là hơn 8 triệu, 9 triệu cả nhà, 8 triệu 990 ngàn gì đó. Thì còn về phần nhà sau là 13 triệu mấy á cả nhà. Thì bữa nay thì sản nghiệp như vậy thì cũng được Mạnh Thường Quân, cũng giống như là quý Mạnh Thường Quân giấu tên sống bên Mỹ đó, thì cũng hỗ trợ cho bà Ý mua đồ đạc ở trong nhà, thì nói chung là rất là đủ tiện nghi rồi. Thì bên cạnh đó thì chú Tam thì cũng chưa có biết, tại vì Bình mua nhưng mà Bình cũng không có nói với chú Tam. Thì chú Tam chỉ có quyền cũng giống như là sửa nhà và lột lại mái tôn, cũng giống như là sửa chữa xong thì đi sửa chữa nhà khác á cả nhà. Đó thì bữa nay sản nghiệp chú Tam có rảnh ở đây, thì cho nên Bình kêu lại cũng là bàn giao nhà. Thì bên cạnh đó hay còn có phần nào thiếu sót đó thì cũng phải làm lại như thế nào ha. Thì bây giờ Bình mời quý cô chú anh chị với bà con cô bác với chú cùng vô trong nhà cùng với Bình ha. Ở đây thì nhà bà Ý Liện, thì đầu tiên thì giới thiệu sơ lược qua ha chú Tam ha. Dạ, về cái cây cột thì nhà trước thì Bình cũng đã làm một cái video bàn giao xong rồi. Thì nói chung á thì nhà trước thì chỉ còn có giống như là bắt cái đường điện nè. Rồi đó mình chưa có điện. Dạ, chưa có điện hả chú á. Bây giờ mình mới làm xong. Dạ, đây là nhà trước của bà Ý nè. Mình đã làm một cái video bàn giao rồi ha. Thì đây là video này là video bàn giao nhà sau á cả nhà. Đó. Thì phía trong bên đây thì chú có thấy khác hơn không chú? Đây, về cái giường đây cả nhà. Đúng rồi. Hai giường này á thì Bình mới mua hồi hôm qua. Hôm qua thì một cái như vậy là 1.850.000 hết cả nhà. Cái nệm này là 1.200.000 nè. Rồi cái bao này á thì bên mua đó người ta tặng cho. Khuyến mãi. Khuyến mãi, còn cái gối ôm nè, cái gối nằm nè. Rồi cái cái mền. Cái mền nữa, cái mùng nữa. Chắc bà Ý thấy mới quá không có xài á. Để lại để mấy cái đồ xài đồ cũ á, của nhà ha. Thì bên cạnh đó thì cũng có mua tivi này chú. Tivi này là 32 inch cái nhà. Hiệu là TCL. Đó. TCL thì với giá của nó hình như là 4.3 triệu. Tivi này là 4.3 triệu ha cả nhà. Đó. Thì còn về bắt á, thì nói chung là bắt bát kim vô tường á cả nhà. Thì bên cạnh đó thì đi đường dây điện thì chú Tam và Bình thì cũng có mua cái chống giật nè cả nhà. Cái chống giật cho bà Ý ha. Đây. Tại vì bà Ý ở một mình á, đôi khi đụng chạm này kia thì có cái chống giật này. Chống giật mình thử, mình muốn thử, mình bấm này nó nhảy rồi đó. Vậy đó, vậy đó là mình, nó nhảy. Nó nhảy á. Thì với chống giật này thì chú Tam đi mua thì cái loại tốt ha chú Tam. Đúng rồi. Thì người ta cũng có báo giá với con là cái này là 220. Đó, 220 cả nhà. Thì đường dây điện thì cũng đã đi rồi hết rồi. Còn cái này là cổng dây dây cái nè cả nhà. Dây cái, dây đồng hồ. Dây đồng hồ. Cho nên là cũng không có thay. Nên là không có mua cái dây này nên là không có thay, chỉ là đi cái đường dây điện cho nó gọn lại ha. Đó, đường dây điện đi cho nó gọn lại ha cả nhà. Thì bóng đèn thì mình để 1m2 ha. Hai bên đối nhau hai cái luôn. Hai cái luôn á. Bên kia. Để bên đây là một cái 1m2 nè. Thì còn phía bên đây thì chú cũng có gắn cái tắp lô. Cũng giống như là ba cái công tắc. Hai cái đèn hai đèn ngủ, một cái tắt hai
hai cái đèn ngủ là một bóng cái hai mét hai à, đúng rồi đó cả nhà đó. Đó thì nói chung cũng rất ok, còn cái đồ cũ mình xài không có được nữa mình để lại để lại nhiều khi sau này có các trái hoặc làm gì á sao sao đó mình nói đi. Đây là cái tủ cũ của bà Ý thì cũng mua cũng lâu rồi ha. Đây cả nhà, đây còn về cái phần ở trong phòng ha cả nhà, thì mình mới bắt đèn xong đó, thì cho nên là mình chú hình như là cũng đi cái đường dây điện cũng kỹ ha chú ha. Ờ đúng rồi, mình nạp đâu đó đàng hoàng. Chỗ nào khoan á, thì mình khoan ha chú ha. Còn ở trong phòng á, thì cả nhà thì cũng có gắn hai cái bóng đèn, một cái đèn ngủ và một cái đèn tròn ha. Thì mình tiết kiệm được phần nào mình tiết kiệm ha cả nhà. Đúng rồi. Đó, thì ở này là gắn đèn tròn thì nó rất là sáng, tại khu vực trong phòng đây á, thì nó khoảng tầm 2.5m 3m ha. 3m mấy, 2m mấy, 3m mấy, nói chung là khoảng 4m vuông á. 5m vuông. 5m vuông ha cả nhà. Thì nói chung là cũng rất là để cho bà Ý ngủ nghỉ ngơi một mình ha. Nhưng mà thành phần là bà Ý không có ngủ trong phòng đó ha. Bà ngủ ngoài, bà vừa coi TV rồi, bà có TV bà mừng lắm, tối ngày bà coi bà này kia không ha. Tối ngày coi thôi. Bà nói ngay bà đàn bà còn đam mê bóng đá nữa đó. Mà nó nói cái đầu tiên á, đầu tiên thì còn cái hồi lúc đó mình chưa có nghĩ là làm nhà sao ha. Ừ, đúng rồi. Thì cái cửa này nè, giống như là để nhà sao thì không tính sửa chữa ha cả nhà. Tại vì nhà trước mình làm xong rõ ràng hết á. Nhà sau hồi đó nó sụp sệ, mình đâu có dự tính mình làm nhà sau đâu. Bởi vậy mình tính là để cửa nhà trước cho bà. Tức là để cái cửa này là để an toàn. An toàn cho nhà trước. Đúng rồi. Hồi đó nhà sau đó mình không có, mình tính là mình không có được sửa. Nhưng mà như vậy thì cũng an toàn. Rồi cũng an toàn, sau này bởi vì đâu muốn khóa chỗ nào cũng có cửa. Dạ. Đi hay cả nhà. Thì chú cũng có đi cái đường dây điện, nói chung là đến đi cái trên nóc không à. Nên là không có thấy đường dây điện, chỉ có mấy cái chỗ mà xuống cái tắp lô nè mới thấy thôi. Đó, nhà sau cũng có bóng đèn nè. Cái đèn này là đèn nhà ga có bên hông trước nhà nè cả nhà. Nhà bên hông ha. Cái đường đi mình muốn đi vô nhà sau á, đi cái đường này cũng được ha cả nhà. Đó. Thì khỏi đi trong nhà cho nó khỏe ha. Bên cạnh đó thì cũng có một cái cửa này là hình như là một triệu tư này. Triệu tư. Chúng ta, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì cửa này thì đầu tiên thì cũng không có suy nghĩ là tới cái xây cái phần xây cái góc này đó. Không có xây góc này. Đúng rồi. Góc này là chữ L đó. Thì nói chung là cũng tốn kém với một phần á, tốn công ha. Đúng rồi. Cái này mình đâu phải mình xây không đâu, mình đổ đà trên. Đổ đá dưới thì mới mình xây rồi trên mình còn đổ thêm một cái đà nhỏ đá nữa. Rồi mình còn phải khoan bên đây. Khoan bắt. Đúng rồi. Bên cột bên đây nè. Chung là hơi tốn kém một chút. Tốn kém. Lâu hả? Công tốn công một chút thôi. Dạ. Còn về cái phần nhà sau thì con cũng thấy rất là cứng cáp rồi. Đúng rồi. Cái đòn tay đó mình xài vuông 36 30-60 đó, 1-2. Còn mấy cái kèo mình xài 48 cái kèo 48, 1-2 đó. Thì nói chung là thấy sườn này kia thấy nó rất là cứng, rất là ok, cứng cáp. Với phần mình thêm 4 cây cột vô 4 góc nữa là nó cứng ha. Rất là cứng vậy là gung là nó hết gung rồi ha. Hồi đó thì cột tre không à, nó một chân nó sụp sệ hết rồi. Hồi đó làm sao mà dám gung vậy. Rồi đó cũng có nói với mình, nói là nhà này muốn làm thì phải thay cột mới được, chứ mình không có cột thì sao mình làm. Mình cũng chỉ còn có hai cái cột này thôi, nó chịu không nổi đâu. Dạ. Thì sau khi mà thiết kế xây cái nhà sau xong đó cả nhà, thì chú thì cũng có giống như là mấy cái ốc này nè, còn dư lại đó. Thì chú cũng khoan tay che đồ. Móc gỗ này kia cho gọn ha. Gỗ này là với cái chú anh chị, tại sao gỗ nhà bà Ý nhiều, gỗ với thao với cái nồi nhiều đó là tới Tết Chô Năm, Tết Đôn Ta, cái gì của đáng người tộc Khmer hay là Tết cổ truyền của người Việt. Thì bà Ý cũng có người ta đặt làm bánh, giống như bà con lại tiếp đây súng nhau lại để ngồi gói bánh. Thì chắc là sau này nếu mà gói bánh là trời mưa gió này kia chắc cũng không ngồi thoải mái luôn. Rất là thoải mái luôn. Rất là thoải mái ngồi, tại chỗ nào cũng ngồi được hết. Không gian rất là rộng. Nhưng mà con cũng có nhu cầu bà Ý á, không có được giống như là luộc bánh trong nhà này kia trong đúng nhà rồi. Tại vì cái khói củi này kia đúng rồi. Nó mau một cái tôn của mình tôn lắm. Đó
là nếu mà có gói bánh này kia muốn luộc này kia thì đã mình, sao phải, mình làm ra sao thêm chút nữa. Bây giờ chú thiết kế nhà sao thì bao gồm là có cái bếp nè, cái bếp, nhà sàn lớn, cái này là tủ chén nè, mình giới thiệu sơ lược đi ha. Cái này là tủ chén cũ ha. Thì còn cái phần này thì cái sàn nước cái nhà thì chú là lấy cái gạch bảy màu ha, cả nhà. Gạch bảy màu, nói chung là gạch này mình gạch tạp thôi, người ta cho chứ mình thì không có mua thì cho nên là cái gạch này là gạch chơi nước, gạch nước gạch nước thôi, cho nên là không có chơi đó. Đó. Rồi còn về cái phần này thì chú đã thiết kế và gắn thêm một cái van nước cả nhà. Cái phần nào mình xài được mình tiết kiệm thì trong này á, thì bởi chỉ có một mình thôi. Đúng xài rồi. Như không gian bao nhiêu đây là quá đủ là vừa. Dạ. Thì còn về cái phần bếp này nè cả nhà. Cái bếp này mỗi một thấy rất là cứng, rất là cứng cáp luôn cả nhà. Tại vì gạch thì gạch 60 ha, gạch nhà cũ còn á, nhà trước á. Chú cũng có thiết kế vào mình lót nhà trước mình còn dư 6 miếng đó. Dạ. 6 miếng mình lót trên này là hết 4 miếng, còn hai miếng bên mình dán bên hông. Dán bên hông. Còn cái mặt này mình tận dụng gạch cũ dư thôi. Gạch người ta cho đó. Đặc biệt nhất là chú. Mới chú xây cái bếp xong mà chú cũng chưa biết là mua bếp ga đâu. Chưa biết. Đây, bếp ga thì mình mới mua hôm qua. Bếp với cái bình ga với dây với bếp á, hình như hết 1.500.000 mấy chục ngàn á cả nhà. 1.500.000 40.000 hay gì đó. Cái bếp này nữa nè. Đây mình thử bật ha. Cũng cháy đều ha. Đó cả nhà. Đây là bàn giao rồi. Đó. Bây giờ về cái phần bếp ha. Còn ở đây là phía nhà sau của bảy, đất vẫn còn rộng lắm ha. Đất còn rộng. Nếu mà muốn gói bánh này kia nối ra bên mình đây. Bây giờ hiện tại mình còn dư tre cũ với tôn cũ một mớ đó. Có anh em nào rảnh vài bữa, một hai bữa gì đó, mình tiếp mình xúm nhau là một ngày hai ngày gì đó cho bả. Để bả gói bánh có gì mình luộc bánh nữa sao khói bụi rồi không có bay vô nhà. Đúng rồi. Chứ con thì thấy cũng như vậy á. Cả nhà thì bên cạnh bên đây thì về cái phần toilet ha. Đây toilet thì chú cũng làm là chiều dài bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu ấy, chú có thể cho bà con có bắt. Cái này chiều rộng là 1.5m, chiều ngang 1.5m, chiều dài là 2.2m. 1.5m, 2m. Mình tính rộng á, chu vi tròn trong á. Trong đây thì chú bao gồm là chú cũng có một cái xịt vệ sinh, một cái vòi, một cái bông sen, vòi bông sen để tắm. Đúng rồi. Thì đây thì xây cũng rất là cao ha. Cao. Đây là 1.7m thì chắc khoảng tầm cao một chút chỗ thoáng này 2.3, 2.4 á, chiều cao 2.4. 2.4 á. Thì cũng thiết kế như vậy thì cũng rất là gọn ha. Giờ chỉ còn thiếu một hai cái móc đồ thôi cho bà. Chưa có móc đồ ha. Dạ. Thì đây thì cửa này thì hình như là có một cái như vậy, hình như là 300 hay là gì, 300 hay là 500 gì. Mình không coi chứ quá đơn, mình không có nhớ nổi đâu. Con có coi quá đơn. Coi quá đơn mới nhớ. Cửa này thì mình mua bát em ha. Bát của nó nhỏ. Đúng rồi, bát. Cái bát người ta cho đó, cái đó là mình xài không được đâu. Nhỏ quá. Đúng rồi. Dạ. Hay bà ý ơi, thì bữa nay á, sản nghiệp như vậy đó, con với chú Tam thì qua tới đây một phần thì để bàn giao nhà. Thì bà ý có cái chỗ nào mà không có dự ý đó, thì bà ý có thể là nói với chú Tam hoặc là nói với con chỗ nào không có giống như là đồng ý, hay là quét sơn hay là đóng tô như thế nào đó. Bà ý chân ba nói sát ngọn á, chỗ nào không vừa lòng á thì cái việc nói sát ngọn á mấy lại nói của bác là ấy đi. Thì sau khi mà được quý mình Tường Vân sống bên Mỹ giúp đỡ cho bà ý từ nhà trước tới nhà sau luôn đó, với số tiền cũng rất là lớn mà cả cuộc đời bà ý á, hình như là con thấy nha, theo được con được biết thôi ha, chú ta ở đây là chú ta cũng biết ha, với số tiền 100 triệu á, từ đó giờ bà ý từng làm ra số tiền 100 triệu dành dụm mà dư được 100 triệu á Mỹ nguyên đi chưa từng cầm. Mình có lưới đặc cửa nữa nghe. Chưa bao giờ biết lớn như vậy luôn hả bà ý? Mình này mình có miễn. Nó cả nhà. Thì bà ý biết tiền lớn nhất là bao nhiêu triệu? Tưởng mà lén á.
chịu trả lời. Ủa sao mà biết có chuyện mình gói tại bánh tại dân với mẹ nó dân để qua lưu thông. Ủa hình như là mình gói bánh là một vụ vậy, con nghe nói là lời mấy chục triệu mà. Mẹ nó mẹ anh chừng này nghe làm đúng thế. Không, hình như là một mùa gói bánh đó là bán ra là mấy chục triệu mà. Mẹ này ba là dân cầm trình nãy tí tươi cầm chua kê thôi rồi mấy luôn chục, luôn cái tiền vốn á, luôn vốn á, luôn vốn mình mua của người ta lại đó. Không, anh nói chung là một mùa bánh bánh này kia gói bánh tét á thì giờ bảy gói là khoảng là mấy 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 trăm cây, mấy trăm đòn. Nghĩa là nếu ngủ mình cần nọt bả nấy ta ta ghi rắn là mà mấy ký, mấy ký mà hồi ký. Ồ, một trăm ký luôn á cái nhà. Một mùa một trăm ký, rồi một ký là ra bao nhiêu bánh? Một ghé lân bả nấy bốn năm, bốn năm tùy theo lớn nhỏ, giống như cái dừa dừa đi ra mấy ba mấy bánh. Mà kia thôi là quên núng đó. Một ký là bốn đòn, bốn bánh, bốn đòn, bốn đòn ha. Còn cái lớn nó là lớn á, lớn là bốn đòn ra cái nhà. Còn cái nhỏ để với cho nhỏ đây. Nói chung là bà ý chỉ là gói cái chung chung, cũng giống như là một ký là bốn đòn ha, một trăm ký là ra 400 đòn ha cả nhà. Đó, cũng dữ ha, một mình vậy mà làm 400 đòn cũng dữ lắm à. Mấy ngày mấy đêm? Hai ba ngày á, không khởi chân. Hai ba ngày à? Một mình ai làm cái gì? Một mình làm hả? Chưa kể. Mướn người ta đó hả? Dữ vậy, sao mướn con biết buồn hả? Cõi tóc chua lại. Thì chú tao ở đây á, cũng biết là bà Ý ở đây thì được cái căn nhà này. Thì bà Ý ban tên những cái lùng sọc lùng cuông á. Thì ó. Ó hả? Ừ. Nói chung là bà Ý nói là trong xóm đây đều rất là mừng khi mà được quý mạnh thường quân giúp tên xóm bên Mỹ giúp cho bà Ý về cái căn nhà. Nói chung là không thể nào mà tưởng tượng nổi với trị giá hơn 100 triệu cả nhà. Đó học với số tiền như vậy thì rất là lớn nha chú ha. Đúng rồi. Bây giờ bà Ý thì cũng giống như biết là đầu tiên thì cứ tưởng là người ta chỉ giúp là mái tôn không thôi ha. Mà sau khi mà được cái căn nhà này á, nhà trước và nhà sau đó, bà Ý ngủ có được không? Được á. Lúc này được rồi đó. Lúc ban đầu thì ngủ không mấy gì được đâu, bà hơi lo, hơi hồi hộp á. Bây giờ hoàn thành quẻ ra rất là mừng, rất là ngủ được luôn. Lậu ơi, lậu ơi. Ban đầu sao? Hay thấp á. Rất là lo. Ban đầu là hay thấp. Người ngủ không được hả? Đêm sau ba đấy cho hay thấp cục thứ. Sao sao mà hay thấp? Sao mà lo sợ? Nguyên khơi mẹ cục thứ ngỏ đó, dân dễ chấm đó. Số tiền nhiều quá. Đêm mình lo khăn, nguyên khơi về băng khác. Lỡ như quý mạnh thương quân giúp được thân nữa thôi. Rồi không có tiền đi nữa thì sao? Thấy lậu dân còn đang tham bậy té kì chua em phần na nha tùm nâng. Giống như bà ấy thì nói á, giống như quý mạnh thường quân giúp được bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứ cũng không có quyền đòi hỏi là làm cái xong cái này xong cái kia ha, đúng không bà ấy? Dạ. Thì giờ sau khi mà mua cái bếp ga nè, bà ấy cũng biết sử dụng chưa? Biết. Đúng rồi. Biết rồi ha. Rồi còn cái tivi Tuấn ơi, chị hình chưa rành. Chưa mới gì gành hả? Lâu rồi. Chưa mới gì gành, chắc là 1-2 ngày nữa mới gành ha bà ý ha. Rồi còn cái giường á, mình ngủ ngon không? Cái giường à, với cái nệm. Dạ, xa đó, đi quên, êm quá. Cái nệm đó ngủ đã không? Đã. Hình như là đổi giày nó gần 1 gram, 1 gram á cả nhà. 1 cái đó, 2 á. Vậy là cũng ngủ đã ha. Rồi nói chung là người chắc cũng bác đó ơi, vui cục thư ngỏ nữa. Thì bây giờ thì cũng đã giúp giống như là về bóng đèn nè, tivi nè, giường nè, mùng mền chiếu gối nè, rồi bếp ga nè, thì cái căn nhà trước rồi tới nhà sau nữa. Bây giờ nhà của bà Ý rất là sạch sẽ rồi, rất là gọn gàng là cả nhà. Thì sau này thì bà Ý cũng rất là mong là bà Ý năm nay 72 tuổi thì cũng rất là cố gắng. Giống như là đi dặm lúa này kia, sau này là bà ấy không có lo đến là giống như trời mưa gió này kia. Mẹ ơi, tao xài đứng ra tận tìm mút tóc cội tận hơi bàn tối á, đặt thân đặt đây hơi o chứ. Trước khi đi bà hứng nước á, nhà bị dột á, lo sợ. Rồi bây giờ giống như hồi còn nhà cũ á, có con chuột này kia không? Ôi hả? Chuột có chua lắm. Hồi nhà cũ là có chuột phải không? Ủa, mà hổ mày tiếng ngon đó. Lỗ nhiều, nó bơi, nó sống ở đây luôn hả? Đó. Sống cùng với bà ý hả?
chơi xong chung. Tại vì trình độ tiếng phen hả, nó ngủ ngoài đầu ó. Rồi bây giờ có con nào không? Mèo đi. Không thấy luôn hả? Không thấy đi. Ở nhà có nuôi mèo không? Mình đi. Không hả? Mình chồng đi. Vậy là bắt chiên nhậu hết hay sao? Ai lẩu bán chẹo bé ơi, ở quân à, thì là hùng à, thì chẳng đây, thì chẳng đây. Bán chui đi, cách chủ lẩu bán ra ba tay ở quân. Dạ, đó là cả nhà. Thì đây là Bí Mạnh Thường Vân, cũng giống như là gió tên, thì cũng đã giúp cho vợ ý được, giống như là được cái mái tôn này kia rất căn nhà rất là khang trang rồi ha chú ha. Đúng rồi. Thì bây giờ thì con cũng xin phép bà ý nhà trước nhà sau rồi về cái phần tivi rồi bếp ga rồi mùng mền chiếu gối đó rồi cái giường đó thì bà ý có thấy cái viết cái phần toilet nè rồi cái sàn nước như thế nào đó thì bà ý có thấy đồng ý không, rồi cái chỗ mà làm cái nước sôi đó nước có nhiễu cái gì không? Mình đi, nước có nhiễu không? Mình đi, mình sọt mấy ngắn rồi vậy là ok 100% chưa? Ba anh ơi 100% rồi nha. Thì bây giờ con hoàng gia rồi là cũng giống như là con cũng không, con cũng ở gần đây thiệt, nhưng mà đôi khi bà ý nói đầu tiên thì này trục chặt hay kia trục chặt á. Mình đi, mình sọt mấy ngắn thì rất là ok ha. Thầy có gì á khiếu nại chú Tam cũng là nhà mình cháu thấy đây nông chinh đừng nó bờ về mẹ sọt lấy tạp bé thôi chú ha. Đúng rồi, đây ai lẩu sơ hùng xử lý thì ấy do quân ai tiêu đã chơi cho mộng cho mở nó. Dạ ai ủ thì ấy ban khó lắm. Và bị rất là mừng luôn ha cả nhà, rất là vui ha. Nên là bánh khoai bình dương nha bị nè. Ừ. Rồi đấy. Ừ. Bánh khoai là bò dương hay bánh tè thì chui bò dương nên là đi trên hà. Tại vì mình là men đi xây thứ bánh cho mọi cái này anh chứng là bị nè. Ừ. Hà nội đi cứ từ cái bàn đi ra dương bánh thì bàn côn khuôi côn trao anh chứng đâu từ đoạn ở mỹ anh chứng có bàn chui đâu bị mà bà y có bật kẻ xâm đẩy cái gì chính có bàn đi khá uôn đầu co có bàn đi khá ọ quân xà bài ọ hay xà bài ọ đó bàn sọc thực này chứ thấy uôn đầu co chứ ọ bếch hay nó kênh anh đặt kế nó luôn cái chuối lo đó bà nâng thì xâm lặng kia chuối ba kia chuối xâm lặng đi khá phục mai bằng uôn nô xà rộ mây tính cách cầu ban đi khá chui ban thì cách chui cái lệ ngay chính đi khá cách chui một ông mà chết mình nữa có ọt bàn đây bộ ấy cách men cầm nọt bằng cách chui cho ban tổng nâng thế hay là tàu tàu pin nâng tàu đó là cõi thì đúng là bà y ấy tự tốt đi khá thầy thế ơi tập ban chân hay y ở quân này là anh nói thì pet xong đấy đi chụp ha nhạc ná thằng chinh thằng ó chui lâu đó đi ha chui đong tôi tài thế hay giờ bờ thì giờ tôi ấy bán tài thì bán hốt và mình bán là hay nó mới chui ta đong tôi thế giống như Bí Mạnh Thường Vân đó quý các chú anh chị Bí Mạnh Thường Vân á thường thường á là chỉ giúp cho một cái cây cần câu để đi câu thôi mà mình tự đi câu nha, mình câu được cá thì mình ăn hoặc là buôn bán nha, chứ còn không bao giờ là câu giống như là giúp tay cần câu hay gì giúp cá không bao giờ ha. Cái đó là quy luật đời là như vậy đó cả nhà. Thì đôi khi cái lời nói của mình á sai thì cũng rất mong là bà con cô bác thông cảm bỏ qua ha. Thì bà ý thì nói chung là cũng xúc động khi mà được Bí Mạnh Thường Vân giúp đến như vậy. Thì bà ý có lời gì cảm ơn giống như là chú Tam không, đã làm nhà cho bà ý rất là sạch sẽ, tuy rằng làm cũng giống như là ăn giống như là lấy tiền lương nhưng mà không có lấy cao, biết là bà ý hoàn cảnh khó khăn như vậy đó. Thì bà ý có lời cảm ơn đến chú Tam không bà ý? Đi cho quân đi tiền những người chuối chẳng á, xong mà che sọc ngọt nè là ở quân á. Dạ, thì bà ý thì nãy giờ thì cũng cảm ơn Bí Mạnh Thường Vân rồi. Thì bây giờ thì mình cũng xin thay mặt bà ý cảm ơn đến Bí Mạnh Thường Vân giấu tên sống bên Mỹ. Đã luôn giúp đỡ cho bà ý từ cái căn nhà trước đến cái căn nhà sau, bên cạnh đó thì cũng có mua giống như tivi hay là này kia, bếp ga này kia cho bà ý. Thì ước mơ của bà ý thì từ đó giờ chưa bao giờ là biết đến là bếp ga rồi tivi, thì tivi cũ người ta cho thôi, rồi còn cái giường thì cái giường mà giống như là bà ý tích góp lại mấy năm mới mua được cái giường. Thì bây giờ Bí Mạnh Thường Vân cũng đã giúp rồi hết rồi,
nếu mà bà ý có tiền chắc chưa chắc là bà ý dám mua cái niệm là 1,2 triệu đâu, đúng không? Chưa chắc. Cậu Nguyễn, mình thấy anh đây. Ở cả nhà với bếp ga đó là 1,5 triệu mấy chục á, 1,5 triệu hay gì đó, có dám mua không? Mình không à. Đó thì cả nhà thì cưới cái một cái tivi là 4,3 triệu đó, bà ý có tiền mua không? Men ước mơ ha, bà ước mơ đó. Ước mơ vào cọt men đó. Con có nghe nói là bà ý thích xem đá banh lắm hả? Có xem không? Men đó. Xem đội nào? Đánh đá. Thích là đội Việt Nam à? Thích đội gì? Chờ mưa chẳng kịp ba coi mưa tạm kia chẳng đó. Dạ. Dân còn đánh đó. Thì video cũng khá là dài rồi ha, biết các chú anh chị. Thì trước khi con khép lại video đó, thì chúng ta có lời gì muốn nói với bà con cô bác không? Cũng Mạnh Thường Quân á. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã giúp cho bà được một căn nhà hoàn thiện. Rất chúc các Mạnh Thường Quân làm ăn mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe. Dạ. Thì bây giờ thì mình video cũng khá là dài rồi, thì mình cũng xin phép là khép lại video tại đây. Thì chúc quý chú anh chị, quý bà con cô bác cũng giống như quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đang theo dõi kênh của Bình Đen. Chúc quý chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn an khang thịnh vượng ha. Bây giờ mình cũng xin phép là bye bye chú anh chị. Dạ, yeah, bye bye. Yeah.